Đầu tiên bạn phải scan wifi vào setting vào mục network, chọn setup internet connection, chọn sử dụng wifi. Còn cái này là gì nhỉ? 4649 sau khi kết nối xong wifi thì vào Play Store, ở đây chọn tạo tài khoản mới new to get end. Do bản demo của cách 15 ở ASEAN tên là Winning Eleven nên là chọn Mã Hùng Hồng Kông. Ngày sinh thì các bạn đủ chọn là mình mà định là năm 90 cho đủ trên 18 tuổi rồi. Quận này thì ghi Hồng Kông là được, thành phố là chọn lần đầu tiên luôn đấy. Ở đây bạn điền địa chỉ email, địa chỉ email này là địa chỉ bạn, nếu bạn có bị trùng địa chỉ thì mình điền thông tin thì nó cũng ra được kết quả, không cần nhất thiết là phải đúng địa chỉ của bạn, vì đây là tôi cao để tải game demo luôn, không nhất thiết không phải tôi cao để bạn làm tiền nên là cũng không quan tâm lắm. Bạn thuốc thì bạn chọn tùy ý theo ý bạn là được, tốt nhất là bạn cho thêm số đằng sau. Lên vết 4 đi, đồ họa vết 4 đẹp lắm, đá hay như vết 13. Còn bản vết 3 thì delay mất 1 giây. Ở đây chọn online ID bất kỳ. Quay hướng dẫn này về ông nhà ông thích ông tự tạo cái tài khoản để mà đào cái demo ấy. Trên TikTok thì lên kênh của cửa hàng ấy, lên trang chủ của cửa hàng có cái kênh của TikTok ấy. Thì theo ấn vào theo dõi kênh của cửa hàng có hướng dẫn gì thì nhìn làm theo, đỡ phải chỉ và điện thoại mất thời gian. Đây chọn access. Như vậy là đã xong quá trình tạo tài khoản account của Hồng Kông. Đối với account của tài khoản của hệ Mỹ hoặc châu Âu thì bạn phải điền mã bưu điện, thì bạn cứ điền mã bưu điện 10101 năm số thế như thế là được. Địa chỉ thì điền bất kỳ ở đâu không quan trọng lắm, quan trọng cái nhớ mã bưu điện là 10101 thôi. Đây là báo đã bạn đã đăng ký thành công. Để chọn lên. Tương tự bạn đặt tài khoản được mua với các tài khoản của châu Âu như kiểu Anh hoặc là Mỹ là được. Nhớ là Anh với Mỹ thì cứ thêm mã ưu điện là 10101 là được. Sau khi tạo xong tài khoản thì bạn vào mục Search để tìm cái game mà bạn muốn tải. Nó mạng nó chậm một chút. Ở đây nó so ở search thì nó có xếp theo thứ tự ABCD, bạn tìm cái game mà bạn muốn. Ở đây mình tìm là Winning Eleven nên chọn vần W. Sau đó chọn Y. Ở đây mình tìm nào cái game mình muốn là World Soccer Winning Eleven 15 đây. Ở đây.
vào lại tấn vào chai freedom mode. Click chai freedom mode. Ở đây chọn go to download. Đấy, thì sau đấy sau khi bạn click demo sẽ nó sẽ có trong mục notification đấy, thông báo cho bạn, bạn chọn mục download là để ý. Đây là dung lượng của nó là gần 2500 MB thì nó download trong khoảng 1 tiếng là xong. Đấy, đấy là kết thúc, sau khi download xong thì bạn có thể chơi được demo của Winning Eleven. Rất là pet 15. Bạn này chơi rất hay. Rồi xong.